Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sửa đề số 4, ôn tập học kỳ 1 toán lớp 7. Bài sửa hôm nay sẽ được chia làm 2 video. Video thứ nhất thì chúng ta sẽ gồm có các bài là bài 1, bài 2 và bài số 3. Bài số 1, bài số 2 và bài số 3. Như vậy thì bài phần này thì sẽ là phần đại số với một bài tính toán, một bài tìm x và một bài toán thực tế. Chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên là bài số 1. Thực hiện phép tính. Câu A. Thực hiện phép tính. Câu A. 2/5 cộng cho 15/4 nhân cho -2 cộng 6/5. Ở đây thì các bạn cứ thực hiện bình thường là thực hiện các phép tính ở trong ngoặc, rồi sau đó đến nhân chia, rồi đến cộng trừ. Thứ tự phép tính các bạn nhớ lưu ý ha. Như vậy thì 2/5 mình sẽ ghi lại cộng cho 15/4. Ở trong ngoặc mình sẽ quy đồng lên với mẫu số chung là 5. Đó, như vậy thì có mình sẽ quy đồng lên là ra là -10 cộng 6/5. 2/5 ghi lại ha. Cộng cho 15/4 nhân cho -4/5. Đến đây mình sẽ thực hiện phép nhân chia rồi đến cộng trừ. 2/5 cộng cho -3. Rồi ở đây mình có gì? 15/4 nhân cho -4/5. Thì các bạn sẽ rút gọn. 15 chia cho 5 thì sẽ ra được 3. -4 rút gọn với 4 thì ra được -1. Và lấy 3 nhân cho -1 thì sẽ ra được là -3. Rồi đến đây các bạn nhớ quy đồng thêm một bước nữa ha. Là mẫu chung của mình sẽ là 15. Mẫu chung của mình là 5. Rồi nhân lên 2 cộng cho -15/5. Đáp án sẽ ra được là -13/5. Rồi các bạn nhớ lưu ý những bài này nha. Đề người ta cho 3/4 cộng -1/2 tất cả mũ 3 chia cho 5/4 -0.25 nhân cho căn 9/25. Như vậy ở đây vừa có lũy thừa vừa có căn. Như vậy thì các bạn sẽ tính lũy thừa và tính căn ra trước, rồi cứ thực hiện trong ngoặc, rồi cứ từ từ ra ngoài ngoặc ha. Rồi như vậy ở đây bài này 3/4 mình ghi lại cộng cho -1/2 tất cả mũ 3 thì chính là bằng -1/8. Chia cho 5/4 thì chính là nhân nghịch đảo nhân cho 4/5. -0.25 mình sẽ viết ở thành phân số là 1/4. Căn của 9/25 chính là 3/5. Rồi như vậy đến đây mình sẽ tính ở trong ngoặc ra trước. 3/4 cộng cho -1/8 nhân 4/5 thì chính là bằng -1/10. Trừ cho 3/2 10. Rồi đến đây các bạn sẽ tính ở trong ngoặc ra ha. Các bạn nhớ quy đồng lên nha. Rồi quy đồng mẫu chung của mình sẽ là 20. Mẫu chung của mình sẽ là 20. Như vậy thì ở đây mình quy đồng lên là -2/20 -3/20. Rồi 3/4 ghi lại cộng cho -2/20 -3/20 thì chính là bằng -5/20. -5/20 mình sẽ rút gọn đi thì sẽ ra được là -1/4. Rồi đến đây 3/4 cộng cho -1/4 chính là bằng 2/4 và rút gọn được là 1/4 là kết quả của xin lỗi 1/2 là kết quả của bài. Tiếp tục mình sẽ đến với câu C. Câu C đề cho 20 mũ 2 nhân cho 49 mũ 2 chia cho 14 mũ 2 nhân cho -5 tất cả mũ 4. Rồi. Với những cái bài này các bạn phải đưa cơ số về thành tích của các thừa số nguyên tố, và những cái thừa số nguyên tố mà mình hay đưa về là những cái thừa số nguyên tố đầu tiên như là 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 vân vân ha. Rồi như vậy ở đây 20 mũ 2 thì 20 thì chính là bằng 2 mũ 2 nhân cho 5, hoặc mũ 2 mình ghi lại ha. Rồi 49 thì chính là bằng 7 mũ 2. Mũ 2 mình ghi lại 7 mũ 2. Như vậy 49 mũ 2 thì sẽ bằng 7 mũ 2 tất cả mũ 2. Ở dưới mẫu 14 mũ 2. 14 chính là bằng 2 nhân 7 mũ 2 mình ghi lại nè. Trừ 5 tất cả mũ 4 cũng chính là bằng 5 mũ 4. Đến đây mình sẽ có một cái vài cái để ôm lại ha. Rồi mình có cái gì? A mũ N nhân cho A mũ N chính là bằng A mũ M cộng N. A mũ M chia cho A mũ N bằng A mũ M trừ N.
A mũ M. Tất cả mũ N bằng A mũ M nhân N. A mũ A nhân B. Tất cả mũ M bằng A mũ M nhân cho B mũ M. Và một cái nữa, mình có lũy thừa trừ A tất cả mũ K bằng A mũ K nếu K của mình là mũ chẵn. Trừ A tất cả mũ K bằng trừ A mũ K nếu K của mình là mũ lẻ. Ở đây cô ví dụ, trừ 2 tất cả mũ 4 cũng chính là bằng 2 mũ 4 và bằng 16. Bởi vì 4 của mình là mũ chẵn cho nên trừ 2 tất cả mũ 4 cũng chính là bằng 2 mũ 4. Rồi, tiếp, trừ 2 tất cả mũ 3 thì chính là bằng trừ 2 mũ 3. Bởi vì 3 của mình là mũ lẻ cho nên là trừ 2 tất cả mũ 3 cũng chính là bằng trừ 2 mũ 3 là bằng trừ 8. Như vậy ở đây trừ 5 tất cả mũ 4 thì 4 của mình nó là mũ chẵn cho nên trừ 5 tất cả mũ 4 cũng chính là bằng 5 mũ 4. Rồi, quay lại bài. Đến đây mình có được cái gì? 2 mũ 2 nhân 5 tất cả mũ 2 thì chính là bằng 2 mũ 4 nhân cho 5 mũ 2. 7 mũ 2 tất cả mũ 2 thì chính là bằng 7 mũ 2 nhân 2 là 7 mũ 4. Ở dưới mẫu, 2 nhân 7 tất cả mũ 2 thì chính là bằng 2 mũ 2 nhân cho 7 mũ 2. Rồi, 5 mũ 4 ghi lại. Đến đây đã đưa hết về thành cơ số là các thừa số nguyên tố. Như vậy đến đây mình sẽ rút gọn ha. Đầu tiên 2 mũ 4 rút gọn với 2 mũ 2 thì sẽ ra được là 2 mũ 2 ở trên tử ha. Rồi, 5 mũ 2 rút gọn với 5 mũ 4 thì chính là bằng 5 mũ 2 ở dưới mẫu. Rồi, cuối cùng 7 mũ 4 với 7 mũ 2 thì sẽ được là 7 mũ 4 chia 7 mũ 2 thì chính là bằng 7 mũ 4 trừ 2 là 7 mũ 2 ở trên tử. Rồi, bây giờ các bạn tính ra 2 mũ 2 là 4, 7 mũ 2 là 49, 5 mũ 2 là 25. Vậy thì 4 nhân 9 là 196 phần 25 là đáp án ha. Rồi, đó là toàn bộ cái bài tính toán bài số 1 của mình. Tiếp tục qua bài số 2 là bài tìm x. Rồi, ở bài tìm x này, câu A, trừ 3 phần 4 x cộng cho 7 phần 12 bằng 3 phần 22. Vậy thì trừ 3 phần 4 x mình sẽ ghi lại đúng không? Cộng cho 7 phần 11 thì mình sẽ chuyển qua sang vế bên phải thì chính là bằng trừ 7 phần 11. Như vậy mình có 3, trừ 3 phần 4 x sẽ bằng 3 phần 22 trừ 7 phần 11. Các bạn nhớ quy đồng lên nha. Quy đồng rồi tính toán ra. 3 phần 4 x là bằng 3 phần 22 trừ 14 phần 22. Mà 3 phần 22 trừ cho 14 phần 22 thì chính là bằng trừ 1 phần 2. Rồi, suy ra được x là bằng trừ 1 phần 2 chia cho trừ 3 phần 4. Mà trừ 1 phần 2 chia cho trừ 3 phần 4 chính là bằng âm chia âm thì sẽ ra dương. Như vậy nó sẽ mất đi dấu trừ. Như vậy bằng 1 phần 2 nhân cho nghịch đảo 4 phần 3. Suy ra được là x sẽ bằng 2 phần 3. Rồi, kết luận vậy x bằng 2 phần 3. Những bài tìm x thì các bạn tìm x xong thì các bạn nhớ kết luận. Rồi, tiếp tục mình sẽ đến với câu B. Trị tuyệt đối của 1, 1 phần 3 trừ 0,4x bằng 5 phần 12 trừ 5 phần 12 bằng 1 phần 4. Với những cái bài trị tuyệt đối này thì mình sẽ có một cái lưu ý là trị tuyệt đối của A bằng B với điều kiện của mình là B lớn hơn hoặc bằng 0 thì suy ra được A bằng B hoặc là A bằng trừ B. Như vậy các bạn phải đưa trị tuyệt đối của mình về bằng một số nào đó. Trong cái bài này thì mình phải đưa trị tuyệt đối của 1, 1 phần 3 trừ 0,4x bằng một con số nào đó cụ thể. Rồi, như vậy ở đây trước hết nhìn trong trị tuyệt đối thì mình sẽ vừa thấy có hỗn số vừa có số thập phân. Như vậy mình phải đưa hết về phân số. Rồi, ở đây trong trị tuyệt đối 1, 1 phần 3 mình sẽ viết lại thành là 4 phần 3 trừ cho 0,4 chính là 2 phần 5 x ghi lại. Rồi, ở đây trừ 5 phần 12 cô đồng thời cô chuyển vế của anh này là bằng cộng 5 phần 12. Rồi, 1 phần 4 cộng cho 5 phần 12 chính là bằng 2 phần 3. Rồi, đến lúc này mình có trị tuyệt đối của
Rồi, trị tuyệt đối của 4/3 trừ 2/5 là bằng 2/3. Rồi, như vậy thì đến đây mình sẽ có hai trường hợp đúng không? Suy ra được 4/3 trừ 2/5x bằng 2/3, hoặc là 4/3 trừ 2/5x là bằng trừ 2/3. Rồi các bạn giải từng trường hợp ra ha. Suy ra được trường hợp đầu tiên 2/5x sẽ bằng 4/3 trừ 2/3. Rồi suy ra 2/5x là bằng 4/3 trừ 2/3 là chính là bằng 2/3. Suy ra được x bằng 2/3 chia cho 2/5, mà 2/3 chia cho 2/5 chính là bằng 2/3 nhân cho 5/2, là x suy ra x là bằng 5/3, là trường hợp đầu tiên. Qua trường hợp thứ hai, 4/3 trừ 2/5x bằng trừ 2/3, thì suy ra được là 2/5x của mình bằng 4/3 trừ cho trừ 2/3. Rồi mình có 2/5x bằng 2 ha. Rồi suy ra được x sẽ bằng 2 chia cho 2/5, 2 chia 2/5 chính là bằng 2 nhân cho 5/2, thì x sẽ bằng 5. Rồi với trường hợp thứ hai mình giải được x bằng 5. Rồi thêm trường hợp vô giữa là hai trường hợp ha. Rồi vậy thì mình tới đây mình sẽ kết luận, tìm xong x rồi thì kết luận. Vậy x thuộc tập hợp 5/3 5. Rồi đó là một cái vài cái lưu ý nhỏ về các bạn nhớ nắm vững cái bài này nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bài tiếp theo là bài số 3. Một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc là 200.000 đồng trên một cái. Cửa hàng bán 60 cái áo đầu tiên, lãi 20% so với giá gốc. 40 cái còn lại bán lỗ 5% so với giá gốc. Như vậy các bạn phải nắm được những cái phần trăm lỗ ha, lãi lỗ. Rồi so với gấp hỏi sau khi bán hết 100 cái áo thì cửa hàng đó lãi hay lỗ. Như vậy thì để biết được cửa hàng đó lãi hay lỗ thì mình phải tính được tổng cái doanh thu, tức là tổng cái số tiền mà sau khi cửa hàng bán 100 cái áo với 60 áo đầu tiên là lãi 20% so với giá gốc, 40 cái còn lại thì lỗ 5% so với giá gốc. Rồi đó là cái doanh thu mà cửa hàng thu được sau khi bán 100 cái áo. Rồi như vậy để biết lãi hay lỗ thì mình sẽ lấy cái doanh thu đó mình trừ cho cái giá vốn hàng bán, tức là cái giá vốn mà cửa hàng nhập 100 cái áo về với giá gốc mỗi cái là 200.000 đồng. Rồi như vậy thì bài này đầu tiên mình sẽ có được là một cửa hàng nhập về 100 cái áo với giá gốc là 200.000 đồng một cái. Vậy thì đầu tiên mình sẽ tính được là giá vốn thôi. Giá vốn thì nó hơi khó hiểu thôi, mình sẽ ghi là số tiền vốn đi. Số tiền vốn cửa hàng bỏ ra là, rồi 100 cái áo với giá gốc là 200.000 đồng một cái. Như vậy giá vốn thì sẽ là lấy 100 nhân cho 200.000 đồng. Lấy 100 nhân cho 200.000 đồng. Rồi như vậy tính toán ra là được 20 triệu đồng. Rồi tiếp theo cái thứ hai, cửa hàng bán 60 cái áo đầu tiên lãi 20% so với giá gốc. Như vậy mình sẽ tính được là số tiền mà cửa hàng thu được sau khi bán 60 cái áo đầu tiên ha. Rồi số tiền cửa hàng thu được sau khi bán 60 cái áo đầu tiên rồi. Như vậy thì một cái áo là nó lãi 20% so với giá gốc đúng không? Như vậy thì giá tiền của một cái áo nó sẽ bằng 200.000 đồng nhân cho 1 cộng cho 20%, và 60 cái áo thì mình sẽ nhân lên cho số tiền một cái đó. Như vậy thì nó sẽ ra được, như vậy phép tính của mình sẽ là 60 cái áo đúng không, nhân cho giá tiền một cái áo bán lãi 20% so với giá gốc là 200.000 đồng nhân cho 1 cộng 20%. Rồi 1 ở đây các bạn có thể hiểu nó là 100% ha. Rồi tính toán phép tính này ra, mình sẽ ra được đáp án là 14.400.000 đồng. Rồi tiếp tục, 40 cái áo còn lại thì bán lỗ 5% so với giá gốc. Như vậy mình cũng sẽ tính được số tiền
cửa hàng. Thu được. Sau khi bán 40 cái áo còn lại. Rồi, như vậy mình có cái gì? Giá gốc là 200 ngàn đồng. Như vậy thì lỗ 5% so với giá gốc. Thì giá một cái sau khi bán lỗ 5% sẽ là 200 ngàn nhân cho 1 trừ cho 5%. 40 cái như vậy thì mình sẽ nhân cho 40 lên. Như vậy thì mình sẽ có phép tính của mình là 40 nhân cho 200 nhân cho 1 trừ 5%. Rồi, như cô đã nói ở trên ha, thì là 1 ở đây các bạn có thể hiểu là 100% ha. Rồi, như vậy mình tính phép tính này ra sẽ ra được là 7.600.000 đồng. Rồi, như vậy thì mình đã có được số tiền mà cửa hàng thu được sau khi bán 100 cái áo rồi đúng không? Thì sẽ bằng số tiền cửa hàng thu được sau khi bán 60 cái áo đầu tiên cộng với lại cái số tiền thu được sau khi bán 40 cái áo còn lại. Ừ. Rồi, như vậy mình sẽ tính được là tổng số tiền mà cửa hàng thu được chính là bằng 14.400.000 cộng cho 7.600.000. Rồi, tính toán ra sẽ ra được là 22.000.000 đồng. Mình có 22 triệu đồng, mình sẽ đem so sánh với lại giá vốn hàng bán, tức là số tiền vốn mà cửa hàng bỏ ra là 20 triệu. Như vậy sẽ lớn hơn. Rồi, 22 triệu sẽ lớn hơn 20 triệu đồng. Như vậy thì mình có số tiền thu được mà lớn hơn số tiền mình bỏ ra, thì tức là mình sẽ lãi đúng không? Mà người ta hỏi là lãi bao nhiêu tiền, lãi hoặc lỗ bao nhiêu tiền. Như vậy lúc này mình lãi thì bao nhiêu tiền thì mình sẽ lấy số tiền sau khi bán đó, mình trừ cho cái số tiền vốn bỏ ra. Tức là lấy 22 triệu trừ cho 20 triệu thì tức là cửa hàng sẽ lời 2 triệu đồng ha. Như vậy mình sẽ kết luận vậy. Cửa hàng lãi 22 triệu đúng không? Trừ 20 triệu. Tức là cửa hàng lãi 2 triệu đồng. Rồi, đó là những cái bài toán thực tế ha.